Nữa rồi mà người ơi, tới nữa rồi. Lại là kiếm được mấy cái hình ô ghi chú này cute quá là cute. Vẽ một cái hình tròn vừa đủ hen. Dùng combo chứ bữa vẽ méo méo thấy mà ghê. Ở trong vẽ tiếp một cái hình tròn nữa nhỏ hơn nhưng mà lệch xuống một xíu. Vẽ hai chữ U hai bên là thành hai cái tay. Xuống dưới quất thêm hai cái hình oval là thành hai cái chân. Thêm hai cái oval nhỏ nữa trên là thành hai cái quần thâm á. Với mấy cái chi tiết này thì chắc là dễ rồi nè. Mọi người nhìn đi chứ không biết sấp gì hết á. Người ta cũng biết ngại chứ bộ. Trong hình mẫu này có cây tre, cây trúc gì nè mà làm thấy khó quá nên là bỏ qua luôn. Được đà làm tới luôn con thỏ cho chiến nè. Cũng là hai hình tròn nhưng mà ở trong thì là màu hồng. Hai cái tay thì đương nhiên phải dài thiệt là dài. Và thỏ thì không có quần thâm á. Ừ thì nãy nhớ là chịu chỗ vẽ qua cà rốt nha. Khoanh khoanh coi chừng ngồi lố luôn á, là phải cắt dán vô á. Đúng mà lướt mạng một ngày đàn học một sàn khôn.